Chị Linh Trang xin chào các em thân mến, hè là thời điểm chúng ta được nghỉ ngơi thư giãn sau một năm học đầy căng thẳng. Mùa hè có bạn được bố mẹ cho đi du lịch, đi chơi, đi khám phá rất nhiều những địa danh nổi tiếng. Cũng có bạn lại được tham gia những hoạt động bổ ích như bóng đá, bơi, đàn, hát, múa hay những lớp học kỹ năng sống, lớp học toán tư duy. Trong chương trình Thiếu Nhi tuần này, chúng ta sẽ cùng khám phá những điều thú vị và bổ ích xung quanh các hoạt động hè này nhé. Các em có biết môn thể thao vua là môn gì không? À đúng rồi, đó chính là bóng đá đấy các em ạ. Nó được gọi là môn thể thao vua, không chỉ bởi đây là môn thể thao được nhiều người yêu thích hâm mộ, mà nó còn có rất nhiều những lợi ích mang lại cho cơ thể chúng ta. Đầu tiên, bóng đá sẽ giúp cải thiện sức khỏe tim mạch nhé. Vì khi chơi bóng đá, sẽ có sự thay đổi tập trung liên tục vào giữa vùng cánh tay, ngoảnh đầu hay chạy, sẽ giúp tim hoạt động ổn định, sức khỏe dẻo dai và một vóc dáng cân đối. Bóng đá còn giúp các bạn nhỏ đoàn kết gần nhau hơn. Điều này sẽ cải thiện chứng tự kỷ ở trẻ. Ngoài ra, bóng đá còn có thật nhiều những lợi ích khác như đốt cháy lượng mỡ, lượng calo thừa, giúp cơ bắp khỏe hơn, giảm căng thẳng, cải thiện chiều cao, sức khỏe và tính cách mỗi bạn sẽ được thể hiện ngay khi chúng ta chơi đùa cùng trái bóng tròn trên sân cỏ đấy các em ạ. Một trong những môn thể thao dành cho cả các bạn nam và nữ với những lợi ích tuyệt vời mà nó mang lại cho cơ thể của chúng ta, đó chính là bơi lội. Đây không chỉ đơn thuần là một môn thể thao, nó còn là một kỹ năng mềm mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều cần phải biết, đặc biệt là với các bạn nhỏ trong mỗi dịp hè để hạn chế tình trạng đuối nước. Bơi lội còn giúp trẻ tăng cường khả năng nín thở trong nước, tăng dung tích phổi, làm cho hệ hô hấp được phát triển toàn diện, góp phần giúp trẻ giảm đi bệnh hen suyễn. Tuy nhiên, chúng ta cần được thầy cô giáo hướng dẫn cụ thể về quy trình của việc tập bơi. Và quan trọng nhất, chúng ta hãy nhờ người lớn đưa đến những bể bơi an toàn, đủ tiêu chuẩn, phù hợp với từng lứa tuổi các em nhé. Nếu như bóng đá là môn thể thao được nhiều bạn nam yêu thích lựa chọn, thì múa lại là ưu tiên hàng đầu dành cho các bạn nữ. Múa là môn nghệ thuật biểu diễn bằng chuyển động cơ thể, có nhịp điệu trên nền nhạc phù hợp, sử dụng ngôn ngữ hình thể để phản ánh tình cảm, hiện tượng của cuộc sống. Và đây là một giờ học múa rất sôi động, đáng yêu của các bạn nhỏ tại huyện Quảng Xương đấy các em ạ. Mặc dù một vài động tác còn khó, những đôi tay còn hơi lóng ngóng, tuy nhiên các bạn ấy vẫn rất vui vẻ và hào hứng tập luyện cùng cô giáo. Bởi lẽ học múa không chỉ vui mà còn tốt cho sức khỏe, khiến cơ thể dẻo dai, săn chắc. Và đặc biệt còn được mặc thật nhiều những bộ đồ xinh đẹp để biểu diễn nữa phải không nào? Các em thân mến, ngoài những lợi ích mà các môn thể thao được nhiều bạn nhỏ lựa chọn trong dịp hè, thì một số lớp học kỹ năng mềm như kỹ năng tự vệ, lớp học kỹ năng MC hay lớp toán tư duy cũng được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con trẻ. Học mà chơi, chơi mà học, chẳng có áp lực bài vở, chỉ có những điều bổ ích và thú vị thôi. Chúng ta hãy cùng khám phá những lớp học này nhé! Đi học là phải có sách,
có vở hay có bút? Ồ, không đâu các em ạ. Ở lớp học kỹ năng mềm này, các bạn nhỏ chẳng cần đến chúng, bởi lẽ các bạn ấy lại sử dụng các dụng cụ khác cơ. Các em thân mến, học cách tự bảo vệ mình là một kỹ năng sống quan trọng. Trẻ sẽ được cung cấp các kỹ năng và sự tự tin cần thiết để giữ an toàn cho bản thân. Tại lớp học này, thầy giáo đã hướng dẫn những tình huống trẻ em dễ gặp trong cuộc sống, như người lạ tới làm quen bắt chuyện, chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Người lạ dụ trẻ đi chơi, trẻ sẽ phản hồi ra sao? Hay nghiêm trọng hơn, người lạ đụng chạm cơ thể, trẻ sẽ phản ứng sao cho đúng? Trẻ sẽ được dạy cách tốt nhất để xử lý những tình huống này, tập trung vào cách thoát khỏi kẻ tấn công. Đây cũng là điều mà các bậc phụ huynh đều rất quan tâm trong xã hội hiện tại. Tôi thấy là ngoài những cái việc học văn hóa của các con ở trường lớp thì các con nên tham gia những cái lớp học về kỹ năng mềm, đặc biệt là về kỹ năng giao tiếp. Vì khi cho con ấy tham gia những cái lớp học này thì các con sẽ có những cái trải nghiệm thú vị. Từ đó các con cũng sẽ dần tiến bộ hơn, dạn dĩ hơn và hoàn thiện hơn. Đặc biệt là các con sẽ hình thành được cái hành vi, những cái thói quen tốt để từ đó phát triển một cách toàn diện. Một trong những môn học được nhiều phụ huynh lựa chọn trong những năm gần đây là toán tư duy. Không phải là những con số khô khan hay công thức khó hiểu, toán tư duy đem đến cho trẻ những trải nghiệm học tập sáng tạo, độc đáo với thế giới quan sinh động. Ngược với cách dạy truyền thống, thầy dạy trò hiểu, với toán tư duy, các em sẽ được tiếp cận với cách học hoàn toàn mới, tự học hay học chủ động. Từ những phép tính khô khan chồng chéo, khó tiếp thu, sẽ được biến hóa thành những đề tài sống động, dễ nhớ, thông qua nhiều hoạt động học bổ ích, như học toán bằng cách ứng dụng thực tế, tham gia trò chơi toán học thú vị. Toán tư duy không chỉ kích thích não bộ trẻ phát triển mà còn đem đến cho trẻ những lợi ích bất ngờ. Chắc hẳn đây sẽ là một trải nghiệm thú vị và ý nghĩa với các bạn nhỏ yêu thích, đam mê chinh phục toán tư duy nói riêng và toán học nói chung đấy các em ạ. Quý vị và các em thân mến, những ngày hè sẽ thật sự rực rỡ và trọn vẹn nếu như các em nhỏ được sự quan tâm của cha mẹ, của người lớn. Việc tạo điều kiện cho các em được tham gia các môn thể thao hay các lớp học khác cũng là một trong những cách giúp các em có những trải nghiệm thú vị, từ đó sẽ dần hoàn thiện bản thân mình hơn. Chị Lương Trang chúc các em sẽ có một mùa hè thật lý thú và bổ ích nhé! Tới đây, thời lượng dành cho chương trình Thiếu Nhi tuần này cũng phải khép lại rồi. Cảm ơn quý vị và các em đã quan tâm theo dõi. Chị Lương Trang xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau. Thank you.